Bình Định được biết đến là địa phương có nhiều bãi biển đẹp, hoang sơ như Nhân Lý, Eo Gió, Hòn Khô, Biển Kỳ Co, Cù Lao Xanh. Chính vì vậy, đây là điểm đến ưa thích của đông đảo du khách trong mùa hè. Hiện tại, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lưu trú tại địa phương đã sẵn sàng đón khách, trong đó có nhiều đơn vị xây dựng thành hệ thống nhiều khách sạn có chất lượng từ 2 sao trở lên, nhằm đủ sức phục vụ cho cả những đoàn khách lớn lên tới gần 200 người. Tại hệ thống 3 khách sạn khang khang tại một số tuyến đường lớn của thành phố Quy Nhơn như đường Ngô Gia Tự, Trương Dương, Trần Văn Ơn, du khách có thể tìm thấy nhiều loại phòng khác nhau, từ phòng thường đến phòng cao cấp, tùy theo sở thích và khả năng tài chính. Trường hợp du khách cần hỗ trợ đưa đón sân bay, thu đổi ngoại tệ, thuê xe máy, mua vé tàu xe, máy bay hoặc đặt tour tham quan các thắng cảnh trong tỉnh, có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên lễ tân để được hỗ trợ.